chúng ta cần thêm đạn. Phụ trách đầu xuống. Bảo vệ hai binh sự. Đi thôi, đi thôi nào. Các cậu có 10 phút cho để sẵn sàng rồi. Bà cậu ta đi thôi. Vâng thưa ngài, sẵn sàng chưa? Sắp rồi. Khỉ thật. Đó là đại úy Bucket. Ông ấy bị thương rất nặng. Đang ở trên xe tải. Dừng xe lại. Dừng xe lại. Nancy. Anh đi chỗ này. Tôi thông minh. Họ bảo tôi lên xe này mà. Đi nào, cô sẽ đi xe sau. Giữ chặt đi, kỹ thuật đang chặt xuống. Họ tìm cho máy móc phi ở ngoài chiến trường rồi. Mọi người phải rời khỏi đây. Chúng ta không có khẩu trang. Không cần đâu, làm ngay đi. Chúng ta phải rời khỏi đây ngay. Phải rời khỏi đây ngay. Chúng ta phải cầm mẫu đại đại úy. Nếu không, ông sẽ chết đấy. Cứ để anh ấy làm việc đi. Chúng ta không rời khỏi đây ngay thì tất cả sẽ chết. Nhanh lên Nancy, nếu có tay vào. Nhanh lên nào. Anh có phải Nancy lên chưa? Rồi, đã sẵn sàng. Ông ấy đang yếu giờ, làm đi nào. Maxwell, vâng, chúng ta phải rời khỏi đây. Chúng ta phải ra khỏi đây ngay lập tức. Có thể cấp cứu cho ông ấy trên đường đi không? Không thể nào. Chúng ta còn bao nhiêu thời gian nữa? Còn 2 phút thưa ngài. Hay cả 5 phút. Không sao chứ? Vâng thưa ngài. Tôi không bị thương. Nhưng tôi không phải như thế. Cậu có gì vậy? Eddie's good. Chị gái tôi ở đó. Đó là vật may mắn của tôi. Ở đây người ta hay giữ vật may mắn lắm. Đó là vật may mắn của anh sao? Good luck, Charm. Chỉ là cái vật lửa thôi. Tên cậu là gì? Lewis thưa ngài. What's your first name? James. Được rồi, mình gì James Lewis. Cậu biết làm thế nào để đứng vững phải không? Vâng thưa ngài. Tốt. Vậy đứng đây chờ bọn nước quốc xã nhé. Thưa ngài. Sao? Nếu ta thấy chúng thì sao? Đừng có để chúng vào. Huyết áp thế nào? Bình thường. Được kéo cho tôi.
Leave it. Kệ nó đi. Chúng tôi là cấp cứu vợ. Các người đã hãy đầu hàng ngay lập tức. And surrender yourselves immediately. Doctor, bác sĩ, immediately. Tôi nói ngay lập tức. Doctor, bác sĩ, làm ơn. Nếu tôi không thu lại, ông ta sẽ chết. Ông nói ông sẽ từ chối tôi sao? Tôi nói rằng anh hãy yên lặng để tôi hoàn thành tốt công việc của mình. Mang hết chúng đi. Làm ơn, mình phải hoàn thành công việc. Tên cô là gì? Julie Vera Cornish. Vera, cô có một phút. Đừng bắn.
Chúng tôi là người Mỹ đang được vận chuyển như tù nhân chiến tranh. Chúng tôi là tù nhân chiến tranh. Chúng tôi là người Mỹ. Oh yeah. Mày hả? Mày đội bóng mạnh nhất nước Mỹ là đội nào? Well, you probably chắc này nghĩ tới đội New York, nhưng tôi thích Brooklyn hơn. Brooklyn. Brooklyn. That's not even an option. Tôi định nói Boston cơ. Nhưng tôi sợ cậu giết tôi mất. Tôi vẫn có thể mà. Chúng tôi bắn ông ta phải không? Không, mấy vừa phẫu thuật thôi. Yeah, sorry about that. Chúng tôi tưởng nó sẽ chuyển trợ vũ khí. That's all right, không sao đâu. Tôi cũng đang cần phải vận động một chút. I almost never miss. Tôi ít khi bắn trượt lắm. Where are we? Chúng ta đang ở đâu vậy? That's just me and Fisher. Ở đơn vị nào? We dropped in, we got separated from our unit. Chúng tôi đã bị chia cắt khỏi đơn vị. Nên hy vọng có thể sử dụng điện thoại để liên lạc. He sabotaged. Nó cần phá hỏng rồi cậu đâu. Really? Kỹ thuật. Tôi xin để đánh bắn thắng rồi. You mean I almost had what? Tôi thắng. Cái gì? Không có đâu. Các cậu không giết hết được chúng sao? Nah, nah, two of them ran off. Chạy thoát. Come on, đi nào mọi người. Mira, stay in the truck. Ở yên trong xe nhé. Hey, what do you guys got to eat around here? Probably something shitty in here. Ah, liver. That's a great name. I'll tie, buddy. I'll tie, I can press on it. Fish. Let's go. I'll tie, I can press on it. Vera. Có cái đồ cứu thương ở đó không? Ông ơi, nhìn xem. Go kìa. Go kìa. Vào đây đi. Được rồi. Anh chạy. Cố lên. Anh chạy. Cố lên anh bạn. Không chạy. Giữ chặt nhé. Không chạy đấy. Không chạy đấy. Giữ chặt lấy. Mẹ tôi. Đừng lo về mẹ cậu. Đừng có lo gì hết. Con sẽ không sao đâu. Nghe rõ chứ? Con sẽ không sao cả. Về ra đồ cứu thương đâu rồi? Mắc quéo. Con sẽ không sao cả. Cứ giữ chặt. You'll be fine. Cứ giữ chặt. Chúng tôi sẽ hạ tên đó và chúng tôi sẽ cứu cậu. Cố gắng tỉnh táo, Addison. Addison. Hãy mang theo những hàng cây đó và tấn công chúng tôi bên phải xương. Rõ rồi, yes, tôi là Greg. It's Greg, sir. Greg. Greg. Hãy tiến vào phía bên trái. Khi tôi thấy hai cậu đúng rồi, tôi sẽ bắt lại tấn công. Lewis. Được rồi, Lewis. You khi tôi ngừng bắn thì cậu bắt đầu, hiểu không? You got it. Rõ rồi, yes, hiểu chưa hả? Được rồi. Fish, hang tight, buddy, all right? Fish. 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 Are you still there? Fish. Fish. Kỹ thuật. Addison, tiến lên đi. Tiến lên. I surrender. I surrender. Tôi đầu hàng. I surrender. I surrender. Tôi đầu hàng. I surrender. Đang đứng vội cử động. Xin lỗi, chỉ vài phút nữa thôi thưa ngài. Sợ tay kiểu gì thế này? Không được hoàn hảo cho lắm. Lewis. Tôi mừng vì ngài vẫn khỏe. Ai nói là tôi vẫn khỏe? Tôi xin lỗi. Vẫn còn nguyên vẹn đấy chứ? Vâng thưa ngài. Chúng ta đang ở đâu? Chúng tôi cũng đang cố tìm hiểu đây. Chúng ta buộc phải đầu hàng. Sao lại chúng ta lại không đầu hàng nữa? Có người nào khác của ta không? Có thưa ngài. Còn bên gì Addison? Maxwell còn sống không? Còn ngay phía trước xe tải. Kìa là gã quái nào vậy? Tôi là Autumn Fear. Hắn là tù nhân của chúng ta. Lạy Chúa, gọi Maxwell tới đây. Này, có tìm được gì không? Chẳng có gì hữu ích ngoài tấm bản đồ. Chỉ sợ nói đúng. Chúng ta mở đi làm rồi.
Đã quyết định rồi. Vậy sao? We chúng ta bắt đầu here. Từ đây. Chúng ta đi về phía này. Sau đó tiếp tục đi tới. Quarter, tôi chẳng biết nữa. Sau 1 giờ 15 phút đến 1 giờ 30 phút thì chúng ta mắc lại nơi này. Kỹ thuật. Chẳng có thông tin gì nhiều. Đại úy. Cái đó để làm gì vậy? Chú ông đi lại dễ dàng hơn. Nơi này hơi hạn chế một chút. Tôi cũng thấy vậy. Không có gì nhiều. Chúng ta phải đi từ đây. Máy ra thì chỉ khoảng 50 km. Thế còn không may thì sao? Xa hơn thế. Ông ấy không thể đi xa như thế được. Ông ấy thì nghĩ mình có thể đấy. Vì thuốc giảm đau của ông ấy vẫn còn tác dụng đó. Thì chúng ta cũng lên đường thôi. Như phụ nữ đấy. Nhìn đại úy đi. Nancy phải không? Tôi quen một cô gái người Hà Lan tên là Nancy. Cô ấy chắc không phải là người Hà Lan chứ? Không. Tôi biết tôi không có quyền hỏi cô điều này. Đằng sau tai tôi hơi ngứa, mà tôi không thể chạm tới được. Thôi bỏ đi, tôi không muốn làm cô không thoải mái. Này hả? Phải. Cảm ơn, cô đã cứu tôi đấy. Cô làm trò gì vậy? Không có gì, chỉ là chút bị ngứa thôi. Đó không phải là tên hắn. Tên hắn là gã đứa quốc xã bẩn thỉu. Nằm xuống. Trốn đi. Mày nói một câu là mày chết đấy. Những người khác đâu? Anh không thể đi một mình được. Hắn đi một mình.
liệu hắn có phải tên đạo ngũ không? Mấy tên nhát gan nhìn thì đã biết ngay. Tôi không sao đâu. Tôi không sao đâu, thiếu úy. Có vấn đề gì sao? Không đâu. Anh nhìn gì vậy? Anh có nói được tiếng Anh không? Người Mỹ à? Vâng. Làm ơn, tôi cần anh trước. Tôi không thể giúp được cô đâu. Đại úy của tôi bị thương. Tôi không quan tâm. Chúng tôi không thể đi được nữa. Bảo bạn bè của cô bỏ xuống ở ngoài. Nơi này bình yên quá. Như chúng ta đang được ở trên những cánh đồng nơi quê nhà vậy. Cô sinh ra ở vùng quê à? Vâng. Gia đình tôi luôn thức dậy khi gà gáy. Nơi này làm tôi nhớ đến quê hương của mình. Anh có nhớ cha mẹ mình không? Tôi nhớ mẹ. Cha anh thì sao? Không. Ông ấy bỏ đi khi tôi lên 8 tuổi. Anh không gặp lại ông ấy nữa sao? Không. Tôi không muốn gặp ông ấy. Mẹ tôi nói ông ấy không xứng đáng. Có bao nhiêu người tất cả? 6 người. Người Mỹ như cô cả sao? Phải. Anh có điện thoại hay điện đàm không? Điện thoại có ở trong thị trấn đấy. Anh để chúng tôi đến đó được không? Tôi cần gọi cứu thương. Điện đóng quần ở đó. Có tới 4 trạm. Các cô không nên đến đó. Tất cả đều bị chặn. Các cô tự nhiên là ở đây. Chúng tôi hết thức ăn và nước uống. Các cô không cho nhà nghỉ đâu. Chúng tôi hiểu nguy cơ mà. Cô hiểu sao? Còn ai sống ở đây nữa? Chẳng có ai cả. Người phụ nữ này là ai? Vợ tôi. Cô ấy đâu rồi? Cô ấy đã chết rồi. Bắt mẹ không? Anh ra ngoài đợi đi. Tôi sẽ tiếp cho vợ anh. Cô ấy sẽ nghĩ như thế nào nếu như anh không giúp chúng tôi? Như thế là anh đã giúp đỡ bọn quốc xã đấy. Đừng có nhắc tới vợ tôi. Tôi cũng mất chồng. Anh đã chết trong chiến trường tàn châu Phi. That's why I join the nurse corps. Everything I do, I wonder if he would approve of me. Anh ấy đang nghĩ gì về tôi lúc này? Vợ tôi là một người rất quan trọng. Cô ấy sẽ yêu cầu mọi người rời khỏi đây. Tôi không tin. Tôi không tin anh đâu. Tôi đừng thẳng thấp vợ anh như thế. Cô ấy luôn muốn được tới New York. Tôi cũng vậy.
Cô không sao chứ? Anh sẽ cho chúng ta ngủ trong trại. Anh sẽ cho chúng ta thức ăn. Hôm nay suýt chút nữa cậu đã bị bắn vỡ đầu rồi đấy. Hắn ta đã ra lệnh cho tên ở bắn cầu. Tôi biết thưa ngài. Tôi không nghĩ là cậu biết đâu. Tôi không muốn bỏ vị trí khi quân Đức đang áp đảo chúng ta. Nhưng khi cậu đợi đúng vị trí thì cậu phải bóp cò chứ. Tôi đã phá hỏng tất cả khi ở chiến hào thưa ngài. Chúng ta không nói về vụ ở chiến hào. Vụ đó là lỗi của tất cả mọi người. Bạn tôi đã bị bắn ngay trước mắt của tôi. Để bảo chữ của cậu đấy hả? Chỉ vì bạn cậu bị bắn sao? Những người đánh với anh em rụng xịt với tôi, cậu nghĩ tôi không biết điều đó chắc? Cậu đứng đây và nói cho tôi những điều đó sao? Cậu chẳng biết cái quái gì cả. Cậu chỉ là một anh binh nhì thôi, cậu nhóc à. Ông nặng lời rồi. Cậu ta chỉ mới là một đứa trẻ. Cậu ta không được phép là một đứa trẻ chơi ở ngoài đó. Tôi ngồi được chứ? Cậu đã mất một người bạn. Tôi rất tiếc. Tôi đã bắn một đứa bé người Đức. Tôi nhìn nó. Nhìn ngay vào mắt nó. Sau đó tôi bắn nó. Đó đáng ra là một điều tốt phải không? Nó làm tôi thành một chiến binh giỏi. Đó là lý do chúng ta ở đây phải không? Để giết chết những kẻ xấu. Phải. Cô ở ngoài này bao lâu rồi? Vài tuần. Mọi thứ không giống như tôi tưởng tượng chút nào. Để lượt anh hả? Yes, phải. Ngủ được chút nào chưa? Một chút. Tôi cứ bình tĩnh với đại úy nhé. Okay. Bình tĩnh sao? Ông ta ghét tôi. Cuộc chiến này nó thay đổi ông ấy. Nó đã lấy đi nhiều thứ của ông ấy. Ông ấy chỉ muốn giữ cho cậu sống sót thôi. Tệ lắm không thiếu quý. Tôi còn thấy nhiều thứ tệ hơn nữa. Nhiễm trùng rồi, chúng ta cần các phương tiện y tế. Lấy quýt hoặc tôi nên đi. Các anh biết đặt nhà các chai thuốc sao? Cứ lên cho tôi một danh sách. Tôi không thể lên danh sách được, tôi phải vào thị trấn. Tôi cần xem họ có những gì thì mới lấy được những thứ cần thiết. Bruno sẽ đưa tôi đi. Cô đang nói gì vậy? Đại úy bị thương, tôi cũng sẽ tìm cách gọi điện thoại. Chúng ta có thể dùng đường. Nó có tác dụng làm sạch vết thương nhiễm trùng đấy. Ông ấy cần các thiết bị y tế, tôi phải đi ngay bây giờ. Cô kéo tôi ra khỏi xe di tản để giúp cô. Đáng lẽ tôi đã được sơ tán rồi. Tôi kéo cô xuống xe để giúp tôi cứu sống đại úy đấy. Không mặc thế này được đâu.
giống người Pháp chưa? Vừa với cô đấy. Sẵn sàng chưa? Chờ một chút. Giữ thứ này cho tôi. Đại quý sẽ chết hả? Ui sao vậy? Madame, mon cher. Pour notre arbeit. Oui. Parlez-vous allemand? Anglais. Tôi có thể giúp gì cho anh? Đừng cô thì sao? Cô nói tiếng Anh English? Không? Một chút. Chúng tôi sẽ đi kiểm tra một vòng. Sẽ không lâu đâu. Xem ra chúng ta có vấn đề ở đây rồi. Chúng tôi có bản đăng ký ở đây. Căn nhà này thuộc về một người đàn ông. Thế thì cô là ai? Đây là vợ của tôi. Tôi không nhìn thấy nhẫn cưới. Chúng tôi bán nó rồi. Chúng tôi phải bán nó để mua thức ăn. Tên của anh là gì? Marcos. Đánh vần đi. M A R G O T. Có con cái không? Không. Vậy còn ai khác sống ở đây không? Không. Tôi sẽ xem xét xung quanh một lát. Không sao đâu. Thưa bà, chúng tôi làm thế này ở mọi nhà. Chúng tôi sẽ rời đi trong im lặng, miễn là bà không giấu giếm bất cứ thứ gì. Ví dụ như một tên Do Thái. Hai người kết hôn lâu chưa? 15 năm rồi. 15 năm sau. Cưới sớm quá nhỉ? Còn một phòng nữa thôi. Vào đây nào. Ai ngủ ở trong này? Không có ai hết. Chỉ có anh trai của tôi khi ở đây đến thăm. Anh trai anh nhận xét thế nào về vợ của anh? Anh ấy rất có thiện cảm với cô ấy. Chắc chắn rồi. Xem chúng ta có gì ở đây nào.
Someone I know just eat the ngọt thì phải. Hãy đưa cho cô biết rằng cô ăn món này nhé. Có muốn một miếng không? Anh có thấy ai quanh đây trong khải nghi hoặc giống như người từ nơi khác đến không? Không. Chúng tôi phải xem qua phần còn lại của khu nhà. Quý bà, quý ông, vui lòng cho tôi xem khu chuồng trại. Bỏ nước bút xả. Chúng tới từ đâu vậy? Đội tuần tra. Bạn khả lắm nhóc. Đại úy, Bruno sẽ đưa tôi vào thị trấn. Cẩn thận đây, thiếu úy. Tôi sẽ cẩn thận. Nancy, chúng ta còn cần gì nữa không? Được rồi. Để ra. Thì xem tìm kiếm được chút bia lạnh không nhé. Tôi sẽ ưu tiên việc đó. Chúng ta không thể mang chúng theo. Mà cũng chẳng thể bỏ chúng lại đây. Tôi biết. Đi nào. Đi nào. Để chúng tôi đi đi. Chúng tôi sẽ không hé miệng nói với ai đâu. Im đi. Đi nhanh lên. Làm ơn để chúng tôi đi. Im đi. Chúng tôi không nói với ai đâu. Im đi. Ở đây. Chúng tôi không nói với ai đâu. Quỳ xuống. Quỳ xuống. Làm ơn tôi xin các anh. Tôi có mẹ già. Làm ơn tôi còn có mẹ già. Mày tên là Nadia. Không ai quan tâm đến mày đâu. Không, làm ơn. Làm ơn đi. Im miệng. Tôi là con trai duy nhất. Làm ơn. Tôi là con trai duy nhất của bà ấy. Bình miệng hắn lại. Làm ơn đừng mà. Làm ơn tôi cầu xin anh. Im miệng đi. Làm ơn. Xin lỗi nhé nhóc. Cầm súng lên. Lewis, cầm súng lên. Đó là mệnh lệnh đấy. Thank you.
Em có cảm thấy tội lỗi không? Vì gì? Vì những người mà ông đã giết. No. Tôi không làm được đâu. Tôi có nhờ cô làm gì đâu. Chúng ta không còn băng cứu thương nữa. Sir, đây là cơ thể của tôi. Và tôi muốn biết nó đang bị sao. Nếu tôi không bắn chúng, chúng sẽ bắn tôi. Chúng ta đều có điểm chung đó. Tôi không hề thấy tội lỗi về điều đó. Cứ để Roosevelt thấy tội lỗi đi. Chúng ta phải đi thôi. Chuyện gì vậy? Người đã ở trong trại. Thế đâu rồi? Vẫn chưa thấy về. Được rồi, cậu quay lại đó xem có biện pháp mà Bruno không. Don't engage and don't get spotted. Got it? Hiểu không? Vâng. Tôi đã làm mọi thứ theo yêu cầu. Mày có biết chúng ta xử lý bọn lừa dối và bọn phản bội như thế nào không? Làm ơn đi. Tôi đã cố giúp ông mà. Giúp tao sao? Đây là người Mỹ đâu? Tôi không biết. Phải, mày không biết. Kiểm tra nhà của hắn đi. Đi tiếp nào. Là Lewis. Chúng ta phải đi thôi. Tôi nghe thấy tiếng súng. Vera đâu? Có phải cô ấy không? Em giết cô ấy cho sao? Không, không phải Vera. Là Bruno. Vera thì sao? Có thể cô ấy đã bị bắn ở trong thị trấn rồi. Tôi sẽ quay lại. Nếu không giết cô ấy nghĩa là cô ấy đã thoát rồi. Cô ấy sẽ đi lại với chúng ta. Cô ấy sẽ không trở lại nông trại đâu. Chúng ta phải đi tiếp. Nếu cậu trở lại đó và để lũ người Đức tóm được thì chúng ta sẽ chết hết. Đi nào. Lewis, hãy chắc chắn chúng không còn ở bên đây. Sống sót không? Vâng thưa ngài.
chúng ta sắp hết nhiên liệu rồi. Hãy cố gắng tìm địa điểm gần nhất. Đây là Charlie. Charlie, hết. Đã rõ. Đội R3 hết. Đội RF1 hết. Red Fox 1, Red Fox 1, this is Yankee 3, over. Red Fox 1, this is Yankee 3, you read. E3, đây là đội quân vận, hết. We are behind enemy lines and cut off from our unit. Lại sau đội của anh. We need coordinates chúng tôi cần tiếp viện. Chúng tôi đang trên đường. When's your move? Khi nào thì tới? 6 giờ. We'll get chúng there. Tôi sẽ tới. Red Fox 1, what do I look like when I arrive? Tôi sẽ hỏi thăm Bill. I'll buy you a beer, tôi sẽ mua bia cho Bill. Over. Đã rõ. Roger, đã rõ. Roger, copy it out. Nancy đâu rồi? Do that, you'll hang. Chưa thôi. Ta đang ở đây. Phòng tuyến ở đây. Vị trí của Venavu phải nằm ở đây, cách khoảng 10 dặm. Các anh nói cứ như là chúng ta có thể thoát ra ấy. Chào buổi sáng các bạn tôi. Xin chào Nancy. Đại quý, ông có vẻ ngạc nhiên khi thấy tôi. Hút thuốc không? Không à. Tôi xin lỗi, hành động này không được các ông cho là lịch sự. Chúng tôi có nhà và thức ăn cho mọi người, nhưng mọi người cần phải giúp tôi một việc.
Đại quý Beckett, không cần đâu, tôi không cần nhờ tới một người tàn tật. Nancy, I'm sorry, tôi xin lỗi về chuyện của Vera. Ý ông là sao? Ông xin lỗi về chuyện gì? Họ giết Vera rồi, đừng nói thế. Chúng ta chưa biết được. Là lỗi của tôi. Sao cậu biết? Tôi đã làm hỏng chuyện kia ở chiến hào. Chúng ta không nên ở đây. Đại quý Beckett đáng lẽ không bị thương. Tôi không biết chuyện gì xảy ra ngoài đó nhóc. Tôi đã không hoàn thành nhiệm vụ. Tôi đã không làm được. Chúng ta đừng có những lúc như thế. Ok. Tôi nghĩ một chiến sĩ không được phép mang những suy nghĩ mềm yếu đó trong người. Sao tôi lại ngủ được khi có người nhìn chằm chằm thế nhỉ? Gọi con trai tôi tới cho tôi. Mang nó tới đây cho tôi. Ok, được. Tôi sẽ gọi. Tôi muốn gặp nó. Tôi phải gặp nó. Nghỉ ngơi đi, tôi sẽ gọi cho nó. Nói với vợ tôi nữa. Chúng ta đang ở đâu vậy? Chúng ta đang ở nơi nào? Sorry, tôi xin lỗi. Vera, Vera phải chữa cho tôi. Vera không có ở đây đâu. Mẹ đang cần chăm sóc y tế. Chúng tôi là tù nhân chiến tranh và các người phải cho chúng tôi được hưởng chế độ y tế. Anh có hiểu không vậy? Dietrich đâu? Where's Dietrich? What's this? Du hast Sexkarten. Ja, du hast Sexkarten. Du Schweinehund hast Sexkarten. Du hast Sexkarten. Du Schweinehund. Du hast Sexkarten. Du Schweinehund. Du hast Sexkarte! Du Schweinehund hat Sexkarte! Aufhören! Was ist dort mit dir? Der Schweinehund hat Sexkarte! Ja und? Ruhe! Oberführer? Ja. Bringen Sie beide hier! Prost! Prost! Tôi muốn cậu nhìn những người xung quanh. Những người này là những người lính. Họ đã rời bỏ nhà cửa để đến một vùng đất xa lạ vì một lý do: để chiến đấu. Chúng tôi có lệnh chờ đợi diễn biến cuộc chiến. Nhưng những người lính này, họ xứng đáng được thay đổi máu.
Vậy ai trong số hai người sẽ tình nguyện chiến đấu nào? My fatherland. Tôi sẽ không đánh đấm gì cả. What about còn cậu thì sao, bên nhị? Private Lewis. Có sẵn sàng chiến đấu vì quê hương không? Hey, hey, wait, này giờ đã đồ khốn. Muốn tao đánh hả? Tao sẽ đánh. Tao sẽ đánh. Đủ rồi. Tao sẽ đánh. Mày tức giận rồi hả? Muốn trả thù cho cô gái trẻ không? Thế thì đánh đi. Nào Lewis, cố lên Lewis. Come on, Lewis. Cố lên. Còn hai đứa hắn mà nhóc. Come on, kid. That's it. Lewis, che mặt lại đi. Put your guard up, boy. Che mặt lại. Put your guard up. Fight low, go. Cover up. Thả cậu ấy ra. You see. Thấy không? Cuối cùng tôi vẫn là một người khoan dung. Chúng ta cứ ở đây thì rồi cũng sẽ chết. Không khó để thoát khỏi nơi này. Phải. Rồi sau đó thì sao? Tôi không biết. Cô không sao chứ? Hành tôi đau lắm. Họ sẽ giết chúng ta phải không? Không. Tôi nghe các anh nói chuyện rồi. Chúng tôi chỉ cảm thấy tệ hại thôi. Tôi tự hỏi mất bao lâu để người ta nói với mẹ tôi rằng tôi đã chết. Bà ấy sẽ khóc. Tôi không biết bà ấy sẽ khóc nhiều như thế nào đâu. Bà ấy yếu đuối lắm. Tôi chưa bao giờ thấy ai khóc nhiều như bà ấy trước đó cả. Bà ấy thật là phiền phức.
sorry. Tôi xin lỗi. Không sao. Cô sẽ gặp lại mẹ thôi, Nancy. Có ngủ được chút nào không? Chỉ có một đứa canh trong chừng tôi và Thiếu Quý khi chúng tôi ra hồ ngày hôm qua. Tôi đã bao giờ kể cho cậu nghe về con trai của tôi chưa? Thưa ngài, đó là một đứa trẻ ngoan, một người đàn ông tốt. Nó nhập ngũ năm 17 tuổi. Nó đã có thể làm thế sớm hơn. Nếu nó biết nó có thể. Nó luôn muốn được như cha nói ngày đầu tiên. Vợ tôi từng nói nó sẽ theo bước chân của tôi tới khi tôi xuống mộ. Cô ấy cũng đã gần đúng. Chỉ có thứ tự là sai thôi. Không biết trước lúc chết nó có thấy sợ hãi không? Chắc hẳn cậu ấy là một người lính tuyệt vời. Có biết điều gì làm nên một người lính tuyệt vời không? Là người có thể bóp cò. Tình người. Nhiều khi chúng ta vẫn phải bóp cò. Người lính không bao giờ muốn làm như thế. Đó là điều tệ hại đang diễn ra. Chúng ta về nhà. Và vẫn nhớ về những điều chúng ta đã làm. Thưa ngài, bỏ hết lại sau lưng đi, Lewis. Hãy về nhà và tận hưởng cuộc sống của cậu. Hiểu không? Vâng, thưa ngài. Lewis, cầm lại bật may mắn đi. Tôi tưởng nó là cái bật lửa bình thường. Phải. Nó cũng là bật may mắn nữa. Sẵn sàng. Không sao chứ? Kỹ thuật, anh không sao chứ? Tôi không nghĩ thế đâu nhóc. Kỹ thuật. Ra khỏi đây đi nhóc. Không, tôi không bỏ lại đâu. Có thể cậu sẽ thoát. Ra khỏi đây đi. Mình là anh đây. Đi ngay. Go.
Come here, Nancy. Come here. Who was it? Maxwell. Lewis is a good soldier. They won't catch him. How many you get? How many of your men are dead? Five? More? I can kill them. It's okay. It's okay. Auf der Boden still! Private Lewis! Lass den Tanz! Lass den Boden! Lass den Tanz! This is your last chance. Verhagling! Zeig dich! American coward, show your face. Verhagling! 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 Private Lewis! Außer Gebenis Ihres Handels! Red Unira! Freunde nicht mehr! Kriegsgefangen! Eigenstuf! As a result of your actions, alliierte Spioner! Your friends will no longer be considered prisoners of war, but allied spies. In seiner! Erwesen, hey! Werden du mich lassen! Das dreien sie seiner! Vereiner! Verbrechen mich Strafverdung! He will be judged for his actions. And the sentence. Das Urteil ist Tat durch Hingerichten! Sentence of execution. No.
let them go. You shoot me if you have to, but don't harm them. This is wrong, damn it! You know it is! Save the women, Lewis. I'm not leaving you behind, sir. That's a direct order, Private. I won't leave you behind, sir! Where's Maxwell? Maxwell's not coming. We need to move! Third Reich orders you to surrender immediately. Minutes. Told him we'd wait till 1600. Germans! German vehicles coming in, sir!
shot? Working on it, sir. Take it when you got it. Wait! Those are Americans.